Hi, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình trả lời thắc mắc của bạn Tiến Trần Trung. Hôm trước bạn ấy hỏi mình đó là hướng dẫn tạo link affiliate theo tên của website. Mình nghĩ đây cũng là câu hỏi của nhiều bạn khác nên là mình làm luôn video hướng dẫn ha. Khi bạn xem các cái video trên YouTube, các bạn thường thấy các cái YouTuber khi mà họ làm video thường thì họ sẽ bảo các bạn đăng ký tài khoản nào đó theo một cái đường link có kiểu như là tên miền gạch chéo tên cái dự án nào đó, kiểu như là trangialin.com gạch chéo tên miền hoặc là trangialin.com gạch chéo mb vân vân. Thì mục đích tạo link affiliate như vậy, thứ nhất đó là làm đẹp cái đường link các bạn. Thường các bạn thấy những cái đường link affiliate nó rất là dài ha, thì các bạn nên rút gọn cái đường link này và nhìn cho nó đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra thì để tránh cái trường hợp bị rip video ha, thay vì các bạn bảo người ta truy cập vào cái đường link ở dưới mô tả video để đăng ký tài khoản thì ai cũng có thể lấy video đó về re-up lại rất là dễ dàng. Còn nếu các bạn bảo truy cập vào một cái đường link theo tên miền thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn và tránh bị re-up hơn. Cho dù người ta có re-up thì người ta cũng phải chỉnh sửa rất là nhiều thứ ha. Thì để mà tạo link affiliate theo tên miền của bạn thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần cài cho mình cái plugin. Plugin này có tên là PrettyLink. Đây nhé, các bạn làm theo hướng dẫn của mình nhé. Các bạn vào website của bạn, vào quản trị website và plugin, các bạn nhấn vào cài mới. Rồi ở cái ô tìm kiếm này, các bạn tìm cho mình cái plugin có tên là PrettyLink nhé. Đây, tên plugin mình sẽ để dưới phần mô tả bình luận luôn nhé. Rồi các bạn tiến hành cài đặt cho mình cái plugin này. Rồi sau khi cài đặt xong các bạn nhấn vào kích hoạt. Rồi tiếp theo các bạn để ý bên cái phần công cụ này, nó sẽ có phần là PrettyLink nhé. Đây các bạn nhấp vào. Để tạo link affiliate thì các bạn nhấn vào viết bài mới nhé. Các bạn sẽ tiến hành tạo link affiliate trong này nhé. Ở cái phần tiêu đề này, các bạn muốn đặt tên cho chiến dịch nào cũng được ha. Ví dụ các bạn có chiến dịch MB đi, thì các bạn đặt tên theo chiến dịch để phân biệt nhé. Rồi tiếp theo, ở cái phần target URL này, có nghĩa là cái link gốc ấy, các bạn copy cái đường link gốc vào đây. Ví dụ copy đường link này, rồi dán vào đây. Rồi ở cái phần PrettyLink này, có nghĩa là các bạn muốn để cái đường link rút gọn như thế nào thì bạn điền vào ha. Ví dụ mình ghi là MB đi, rồi nhấn vào update. Rồi sau khi tạo link xong này thì đây sẽ có cái tên chiến dịch MB. Ở đây có cái biểu tượng copy nhé, các bạn tiến hành nhấn copy này. Đây copy, rồi các bạn có thể test thử nó ha. Các bạn dán qua Zalo rồi nhấn vào test thử này. Đó thì nó sẽ nhảy ra cái đường link gốc nhé. Đây, nó sẽ nhảy ra đường link gốc của MB này. Thì đó là cách để tạo link affiliate theo tên miền website. Rồi, trường hợp các bạn muốn chỉnh sửa nhé, muốn chỉnh sửa cái đường link affiliate thì các bạn rê chuột vào đây, có phần chỉnh sửa này. Rồi, ở cái phần PrettyLink này các bạn muốn đổi thành cái tên khác thì bạn ghi vào. Còn cái link gốc này thì các bạn giữ nguyên ha. Đấy, sau khi chỉnh sửa xong các bạn nhấn update, nhấn cập nhật là được nhé. Rồi các bạn có thể tạo thêm nhiều dự án khác nhé. Các bạn cứ nhấn vào viết bài mới rồi tạo thêm thôi. Đó, các bạn thêm tên chiến dịch vào, rồi dán link gốc, rồi tạo link rút gọn ha. Rồi thì đó là cách tạo link affiliate theo tên miền. Tuy nhiên, và mặc dù là nó có những ưu điểm thì các bạn thấy nó cũng có nhược điểm ha. Đó là khi mà các bạn hướng dẫn người dùng đăng ký tài khoản theo cái đường link này, theo cái đường link tên miền các bạn thì các bạn cần phải đảm bảo là cái website của bạn hoạt động ổn định nhé. Nếu mà cái địa chỉ website của bạn bị lỗi thì người dùng cũng không có truy cập được vào cái đường link đó ha. Đấy, nên các bạn cần lưu ý nhé. Rồi thì video này mình đã giải đáp cái thắc mắc của các bạn về cách tạo link affiliate theo tên miền. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn comment bên dưới.
mình sẽ giải đáp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video hữu ích, các bạn nhấn nút like, share video ủng hộ mình nhé.